Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em giới thiệu một mẫu âm ly thương hiệu Đờn Ông, thương hiệu của Nhật, xuất sang thị trường của Mỹ, sử dụng điện 120V và có đầy đủ full tần số FM Việt Nam, vẫn có đường giải mã quang 24 bit trên âm từ Smart TV xuống âm ly. Dòng âm ly màu đen, những dòng Đờn Ông mà mặt màu vàng chanh thì nó rất là nhiều. Còn những dòng Đờn Ông mà mặt đen này, cũng Đờn Ông đa kênh mà có mặt đen này cũng không có nhiều mấy đâu ạ. Đã. Dòng này nó vẫn đánh hai cầu loa AB và A cộng B. Phụ kiện đi kèm là một cái điều khiển chỉnh cũng khá là đầy đủ cái chức năng của cái âm ly Đờn Ông này. Đã. Dòng Đờn Ông này thì vẫn có chỉnh bát chéc cộng trừ 12 ở trên âm ly. Bát chéc cộng trừ 12. Cổng DVD chính là cổng đường giải mã quang 24 bit từ Smart TV xuống các bác nhé. Về hình thức của âm ly còn rất đẹp luôn các bạn. Cầu loa AB. Dòng âm ly AVR1603 với kích thước chiều ngang 43,5, chiều cao 14,5, chiều sâu 39, dám để cho các bác 2.100.000 đồng. Âm ly có nguồn rất to luôn, hệ thống sò thì rất là nhiều, 1, 3, 5, 7, tổng là 10 con sò, 10 sò Saken các bác nhé. Dòng cũng khá to. Tụ lọc của Đời Lông này. Đấy. Thương hiệu Đờn Ông thì nổi tiếng rồi các bạn. Đã. Thông số của âm ly Đờn Ông AVR1603 điện 120V 4.0A, hàng made in lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc và được thương hiệu của Nhật lắp ráp ở Trung Quốc và được vận chuyển sang thị trường của Nhật. Thị trường của Mỹ các bạn nhé, 120V. Và với những cái dòng âm ly như thế này thì hiện tại nó dòng này nó không ghi công suất. Đấy, nó chỉ ghi 120V và 4A thôi. Nhưng mà với những dòng âm ly như thế này thì công suất nó tương đương đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng 200, hơn 200 một chút thôi. Đấy. Vì đánh 10 con sò than. Và các bác có thể âm ly thì các bác chưa tốt những cặp loa bass 25 đổ về và ghép thêm vang hát karaoke tốt, karaoke gia đình. Ở đây sẽ có hai cổng giải mã quang Optical 1 và Optical 2. Cổng analog thì rất nhiều CD, AUX rồi đây. Em đang cắm cổng TV DBS chẳng hạn. Ở đây sẽ là cái chỗ cài FM và IAM qua nhé. Thì nó sẽ test FM IAM và vẫn hỗ trợ cổng sub điện và đeo sub điện. Ở đây nó sẽ đánh dòng này đánh 5 kênh stereo. Tí nữa em sẽ test từng cầu một. Đây là cổng loa A, còn đây là cầu loa B, còn đây là center và surround. Đấy. Các loa ghép thì từ trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Nội thất thì cam kết cho các bác là zin chất bã hết. Hàng về chỉ có việc cầm máy thổi bụi đi là xong thôi. Ở đây nó có chế độ 5 cây stereo các bạn đấy. Các bác chuyển sang 5 CH stereo. Đấy. Nó sẽ đánh 5 cây stereo. Đấy. Vậy các bác có thể ghép 5 chiếc loa vào đây đánh nghe nhạc xem phim đều hay hết. Đấy. Còn bình thường thì các bác cứ để chế độ stereo này. Direct là chế độ nó không qua mạch bát chéc rồi. Và để chế độ stereo, để chế độ nghe nhạc hai kênh sẽ hay nhất trên âm ly. Đấy. Ở phía trước này nó vẫn có một cái nắp đậy cổng các bạn. Những âm ly có nắp đậy phía trước này rất hiếm khi nó có cái nắp đậy mà. Bên trong sắc mạ vàng mới choang luôn các bạn nhé.
rất mới luôn. Sassy đẹp long lanh luôn, nội thất thì sáng bóng đẹp loáng các bạn. Đấy. Quá đẹp luôn cho cái Omni The Long. Nội thất đẹp, hình thức đẹp. Đấy. Mặt tiền đẹp, giá cũng đẹp luôn cho các bác 2 triệu mốt tặng kèm phụ kiện. Đấy. Là cái điều khiển. Đấy. Nhà bác nào mà chưa có dây quang từ Smart TV xuống Omni thì em sẽ tặng kèm cho một dây quang. Đấy. Ở trên Omni thì có phím bật tắt nguồn các bác nhá. Ở đây sẽ có input select, phím chuyển kênh này. Đấy, còn là các bác có thể điều khiển trực tiếp trên điều khiển cũng được. Tuner thì dựa đây. Tuner thì là FM tần số 92.7 bắt nét tần số cái nào các bác nhá. Đấy. Bố thứ đâu rồi ạ? Rồi phím BND chính là chuyển chuyển kênh FM IA. Đấy. Tiếp tới là chuyển là cổng giải mã quan là cổng DVD đây. DVD. Cái này thì vẫn là tắt bỏ trên điều khiển được bình thường thôi nhá. Nói chung có điều khiển thì nó cũng tiện rất là nhiều để cho các bác đỡ phải đi lại nhiều. Đấy. Thì các bác cứ cầm điều khiển là điều chỉnh thôi. Đấy. Volume tổng đây. Cổng TV. Phần chỉnh bass track đây các bác nhá, chất tôm này. Và các bác xoay núm tròn này. Chỉ với cái mức giá 2.100.000 đồng, các bác có một Omni thương hiệu to, thương hiệu lớn, đời lông. Một điểm nữa là có giải mã 24 bit cho Omni. Một điểm mà các bác cũng rất hay quan tâm đến đó chính là có FM full đài tần số Việt Nam. 2.1 triệu. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bác mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 225 55. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.